Bích Phương xúc động khi được Phan Nhí tặng quà không đụng hàng. Nữ ca sĩ cũng nhanh chóng gửi lại một lời hứa khá ngọt ngào dành cho Phan Nhí rất nhiệt tình. Mới đây trên trang cá nhân, Bích Phương đăng tải dòng trạng thái khoe về món quà rất độc đáo do một Phan Nhí đã gửi tặng cô, người đẹp tâm sự. Món quà dễ thương siêu cấp vô địch của cháu Phan bé nhất Phan Lấp. Mùa hè đến chế tạo cho cô Phương hẳn một cái quạt con cốc rất chi là mát. Nhưng cái cốc có cái dây cô Phương chưa biết sử dụng như thế nào và mục đích gì. Hôm nay nóng quá, mấy đứa đứng dưới chen chút mồ hôi mồ kê. Hò hét toán hết cả phố lên, thương quá nhưng mà vui, yêu nhau lắm nhá, yêu một tình yêu to đùng. Cận cảnh món quà và bức thư siêu đáng yêu của Phan gửi đến Bích Phương. Trong bức thư, cậu bé đã hướng dẫn cách dùng, cách sạc pin chiếc quạt tự chế này rất chu đáo. Với giọng văn ngây ngô như thế này thì không chỉ Bích Phương và mọi người đều thích thú. Hơn hết, nữ ca sĩ còn hứa hẹn sẽ kết bạn ngay trên Facebook và sẽ giữ gìn món quà ý nghĩa này thật cẩn thận. Giọng ca bùa yêu còn thể hiện sự phấn khích khi thấy tình cảm của Phan Nhí dành tặng cho mình. Vừa qua, Bích Phương được nhắc đến trên khắp các diễn đàn kể từ lúc cô cho ra mắt MV Bùa Yêu. Với một sản phẩm chỉnh chu, âm nhạc mới lạ đã giúp cô tạo được thành tích dữ dội trên khắp các bảng xếp hạng từ trong và ngoài nước. Đây không phải là điều dễ dàng mà nghệ sĩ Việt nào cũng có thể thực hiện. Lời bài hát hay, cả việc bị dính bùa yêu cũng liên tiếp được khán giả nhắc đến trên bình luận, dòng trạng thái của họ. Nói đến Bích Phương, nhiều người đánh giá rằng cô luôn biết làm mới âm nhạc và đánh trúng tâm lý của người nghe, nên thường cho ra những sản phẩm khá hợp thời, tạo nên những cơn sốt trong thị trường. Bên cạnh đó, cô còn rất chăm chút về mặt hình ảnh. Bích Phương đã giảm cân rất nhiều để có vẻ ngoài nuột nà, thu hút hơn trong mắt khán giả. Chính sự chỉnh chu đó đã khiến cho cô có được nhiều thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật.